Xin chào quý vị khán giả của STV. Một tuần mới lại bắt đầu, chúng ta lại gặp nhau vào khung giờ quen thuộc của chương trình mới. Và như thường lệ mở đầu chương trình sáng nay, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật phần tin tức. Và tôi là Quốc Hưng, người sẽ cùng đồng hành với quý vị trong chương trình sáng nay. Thủ tướng Chính phủ vừa điều chỉnh giao bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm 1.713 tỷ 503 triệu đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 của các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư trung hạn, điều chỉnh tăng 1.891 tỷ 134 triệu đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương cho các dự án trong nội bộ của các bộ cơ quan trung ương và địa phương, đồng thời điều chỉnh tăng 597 tỷ 550 triệu đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương từ nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương tại các bộ cơ quan trung ương và địa phương cho các dự án của các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương. Thủ tướng Chính phủ cũng giao bổ sung 6.089 tỷ 52 triệu 695.000 đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương từ các nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và nguồn bố trí vốn cho dự án đường ven biển. Thủ tướng Chính phủ cũng giao bổ sung 127 tỷ 753 triệu đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018 cho tỉnh Sơn La để thực hiện các dự án. Căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương, danh mục và mức vốn được giao, điều chỉnh, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thông báo cho các đơn vị danh mục và mức vốn từng dự án theo quy định gửi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 8 này. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có một số lưu ý với Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh tại các địa phương về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Theo đó, Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh tập trung cho tất cả cán bộ, giáo viên tham gia nắm vững nghiệp vụ tổ chức, lưu ý một số kỹ năng phát hiện thiết bị gian lận dùng công nghệ cao, xử lý tình huống phát sinh trong quá trình coi thi, nên có bài kiểm tra sau đợt tập huấn để thay thế cán bộ, giáo viên không đạt yêu cầu. Bên cạnh đó sắp xếp điểm thi phù hợp với điều kiện của địa phương có thể gộp các điểm thi có ít thí sinh đăng ký dự thi hoặc điều kiện đi lại khó khăn có nguy cơ chịu ảnh hưởng của thiên tai bất thường. Có phương án dự phòng để sẵn sàng tổ chức thi cho các thí sinh trong điều kiện ảnh hưởng của dịch COVID-19. Sau 10 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, công tác cải cách chính của tỉnh Sơn La đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay đã có 1.125 thủ tục hành chính của 22 sở ban ngành được đưa vào thực hiện tại trung tâm. Qua 10 năm đã cắt giảm số ngày giải quyết thủ tục hành chính là 150 trên 207 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh từ 4.120 ngày xuống còn 2.813 ngày. Toàn tỉnh đã xây dựng cổng thông tin điện tử ba cấp, tích hợp cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố. 100% cơ quan hành chính từ tỉnh đến cơ sở, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và các sở ban ngành đã triển khai kết nối đồng bộ và thông suốt hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành với trục liên thông quốc gia. Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan đơn vị dưới dạng điện tử đạt 7%, đồng thời ứng dụng chữ ký số chuyên dùng cho cơ quan hành chính nhà nước để mạnh triển khai 530 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 669 thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Công tác cải cách hành chính đã nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy chính quyền, cơ quan hành chính các cấp, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước được nâng lên. Giai đoạn 2015-2020, huyện Mai Sơn đã vận động nhân dân chuyển đổi gần 8.500 hecta cây trồng có giá trị kinh tế thấp sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm. Toàn huyện hiện có gần 9.100 ha kênh quả các loại, tăng gần 8.000 ha so với năm 2015, trong đó có 3.000 ha ứng dụng công nghệ cao, gần 800 ha sản xuất theo hướng hữu cơ, 379 ha được cấp giấy chứng nhận việc gáp, sản lượng đạt 38.600 tấn một năm. Hiện toàn huyện đã được cấp 11 mã số vùng trồng với tổng diện tích 87 ha, 19 hợp tác xã xây dựng mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu với diện tích gần 1.130 ha đã có nhiều sản phẩm nông sản của huyện Mai Sơn đã được đưa vào chuỗi phân phối của các siêu thị lớn. Sau tháng đầu năm nay, huyện Mai Sơn đã xuất khẩu 2.850 tấn xoài thanh long sang thị trường các nước Trung Quốc, Mỹ, trị giá đạt gần 1,2 triệu đô la Mỹ. Với những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn, việc thực hiện chủ trương của tỉnh về trồng cây ăn quả trên đất dốc đã giúp người dân nâng cao hiệu quả sản xuất, thu nhập, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thưa quý vị, hơn 5 năm qua, cây chanh leo đã được đưa vào trồng trên đất những đồi nương của huyện Thuận Châu. Từ vài chục hecta ban đầu đến nay phát triển mở rộng lên trên 230 hecta. Cây chanh leo đã và đang làm thay đổi tư duy sản xuất, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, mở ra hướng phát triển nông nghiệp một cách bền vững. Nhằm phát triển cây chanh leo theo hướng bền vững, huyện Tuần Châu đã hợp với công ty cổ phần Nam Phút Tây Bắc ra xuất vùng trồng chanh leo tuyên truyền và vận động bà con tham gia trồng tập trung tại các xã Phổng Lái, Trường Pha, Mường É, Phổng Lập, Trường Bôm, Mùi Nọ, Trường Ly và Bon Phẳng. Sản phẩm tranh leo của Thuận Châu đã được đem đi trưng bày giới thiệu tại nhiều hội trợ, tuần nông sản tại Sơn La, Mộc Châu và Hà Nội, cũng như các tỉnh thành khác, được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng và mẫu mã. Việc người dân liên kết trồng tranh leo tao hướng bền vững đang mở ra một hướng đi ổn định, khẳng định hiệu quả kinh tế vượt trội so với các loại cây trồng khác tại địa phương. Với sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền địa phương cùng với sự hỗ trợ của hợp tác xã, doanh nghiệp và sự cần cù của chính những người nông dân, những mùa chanh leo bội thu sẽ đem lại cuộc sống ấm no hơn cho người dân nơi đây. Xác định việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, huyện Yên Châu đã ban hành nghị quyết chỉ đạo cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động sự vào cuộc tích cực của chính quyền các cấp và toàn thể nhân dân, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của ngân sách nhà nước và đóng góp của nhân dân trong phát triển nông nghiệp, nông dân và xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2015 đến nay, huyện Yên Châu xây dựng mới 13 trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn, 69 nhà văn hóa và 21 công trình thủy lợi, hoàn thành 202 tuyến đường bê tông dài gần 123 km, tổng kinh phí hơn 151 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 111 tỷ đồng chiếm 73,3%. Toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 200% so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20 nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Bình quân đạt 11 tiêu chí một xã, không còn xã dưới 5 tiêu chí về nông thôn mới. 100% xã có đường nông thôn đến trung tâm, 100% các bản được sử dụng điện lưới quốc gia. 11 trên 15 xã thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3% một năm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức của chương trình sáng nay tiếp tục với chương trình mời quý vị đến với câu chuyện ngày mới thưa quý vị và các bạn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới những năm qua xã trường cang huyện sông mã đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp tạo được sự đồng thuận của nhân dân đoàn kết phát huy nội lực từng bước đạt được các tiêu chí góp phần thay đổi diện mạo nông thôn cải thiện đời sống của người dân trên địa bàn gia đình ông lò văn biên chú tài bản bằng lực xã trường cang là hộ điển hình trong phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn Ông Biên cho biết, vào năm 2017 khi được chính quyền xã bản phát động phong trào này, gia đình ông đã hiến 100 m2 đất vườn và cùng với nhân dân trong bản hiến nguyên vật liệu, ngày công lao động để xây dựng tuyến đường bê tông sạch đẹp. Nhờ đó mà việc đi lại của người dân cũng trở nên thuận tiện hơn. <laughs> Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, bản chúng tôi cũng đã được đảng và nhà nước quan tâm để tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất làm đường bê tông. À, từ khi tuyến đường bê tông này đi vào sử dụng, người dân trong bản ai cũng vui mừng bởi vào những ngày mưa gió, không phải di chuyển trên con đường đất lầy lội nữa, nên vui lắm. Còn đối với gia đình anh Lê Văn Hữu ở bản Hủy Cuống cũng là một trong những hộ vươn lên thoát nghèo từ việc chăn nuôi gia súc. Anh Hữu cho biết, năm 2010 gia đình anh bắt đầu nuôi lợn với 20 con lợn thịt, đến năm 2015, gia đình anh đã được vay 200 triệu đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện để tăng đàn. Đến nay, đàn lợn của gia đình anh là trên 50 con. Do thực hiện tốt việc phòng chống dịch bệnh tại lợn châu phi, nên đàn lợn của gia đình không bị ảnh hưởng. Gia đình anh Hữu đã xuất bán khoảng 30 con với 3 tấn thịt, trừ chi phí cũng thu về trên 200 triệu đồng. Trong hai năm trở lại đây, gia đình tôi có thu nhập đáng kể về chăn nuôi. Bây giờ gia đình muốn mở rộng về chuồng trại phát triển rộng thì rất mong muốn nhà nước có tạo cho nguồn vốn ưu đãi để mở rộng hơn về chăn nuôi. Thời gian qua các ủy chính quyền xã Trường Cang đã triển khai kịp thời các chính sách về xây dựng nông thôn mới, trong đó ưu tiên thực hiện việc dễ làm trước, khó làm sau và thực hiện các tiêu chí mang tính thiết thực với người dân như xóa đói giảm nghèo, xây dựng đường giao thông nông thôn. Bên cạnh đó từ các nguồn vốn xã Trường Cang đã được đầu tư 23 tỷ đồng để cải tạo nâng cấp và xây mới các công trình trường học, bê tông hóa các tuyến đường nội bản, xây dựng nhà văn hóa, có phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn trên địa bàn. Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới thì mang lại cho nông thôn những cái tinh thần và những cái nhìn thấy mà bà con nhân dân đã nhìn thấy được và rất là phấn khởi trong việc xây dựng nông thôn mới. Không những vậy, thông qua các phong trào phát triển kinh tế, đến nay các hộ dân ở xã Trường Cang cũng đã phát triển hơn 100 hecta cây quả, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân. Đến nay, xã Trường Cang huyện Sông Mã đã đạt 12 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Đối với những tiêu chí còn lại, xã đang tập trung các nguồn lực để thực hiện, phân đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, qua đó nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn. Khép vào nội dung câu chuyện ngày mới tại đây, mời quý vị cùng đến với các cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua trên địa bàn thành phố Sơn La có khá nhiều người di chuyển từ Đà Nẵng về và để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, Trung tâm Y tế thành phố Sơn La đang tập trung phối hợp với các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra giả soát, vận động người dân thực hiện khai báo y tế khi trở về địa phương từ nơi đang có dịch. Từ ngày 18 tháng 7 đến nay, trạm y tế phường Tô Hiệu thành phố Sơn La đã tiếp nhận hơn 40 trường hợp đến khai báo y tế. Đây đều là công dân sinh sống trên địa bàn phường di chuyển từ thành phố Đà Nẵng về địa phương sau ngày 18 tháng 7. Tất cả các trường hợp đến khai báo đều được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn tự cách ly 14 ngày tại nơi cư trú, đồng thời lập hồ sơ theo dõi và quản lý trên hệ thống điện tử của ngành y tế. Những trường hợp đã từ dịch trở về như Đà Nẵng, chẳng Quảng Hạ chẳng hạn thì chúng tôi cho kê khai y tế với những nội dung lịch trình của mình đi. Sau khi đã khai báo rồi thì chúng tôi sẽ à, hướng dẫn cho họ là đo thân nhiệt tại nhà và kiểm tra sức khỏe tại nhà và cách ly ở nhà 14 ngày và có vấn đề thì xảy ra như sức khỏe không được ổn định hoặc có biểu hiện ho hoặc sốt thì sẽ báo cho trạm y tế kịp thời. Đấy để chủ động trong công tác phòng dịch trạm y tế các xã phường của thành phố đã tăng cường phối hợp với ban quản lý các tổ bản trên địa bàn tập trung kiểm tra nắm bắt thông tin những trường hợp có lộ trình di chuyển về từ đà nẵng quảng ngãi để vận động đến khai báo y tế kịp thời đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân bình tĩnh nhưng không chủ quan thường xuyên cập nhật tin tức trên các kênh thông tin của chính phủ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế nhằm nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và cộng đồng. Chúng tôi cũng đã à, củng cố lại à, cái tổ kiểm tra phòng chống dịch bệnh à, COVID-19 ở bản. Thì hai nữa là à, cho tổ đi vào hoạt động. Thì qua à, kiểm tra giả soát thì chúng tôi cũng đã có phát hiện và báo cáo lên ủy ban phường là trong Vừa thời gian tuần vừa qua đấy chúng tôi đã phát hiện là một trường hợp đi Đà Nẵng và có báo cáo lên à, à, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của phường. Theo thống kê trong 10 ngày gần đây, trên địa bàn thành phố Sơ La có 216 trường hợp di chuyển về từ Đà Nẵng và đã thực hiện khai báo y tế. Hiện nay, Trung tâm Y tế thành phố đã chỉ đạo các trạm y tế xã phường bố trí nơi khai báo y tế riêng biệt, phân luồng khám chữa bệnh, chuẩn bị nước sát khuẩn, thiết bị đo thân nhiệt và yêu cầu người đến khám bệnh phải đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn phòng dịch riêng đối với các trường hợp đến những khu vực có nguy cơ cao và có dấu hiệu bất thường về sức khỏe sẽ được đưa đi cách ly tập trung và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Trung tâm y tế thành phố đã tham mưu uh, cho ban chỉ đạo thành phố ra văn bản chỉ đạo ban chỉ đạo các xã phường tăng cường các cái biện pháp uh, như tuyên truyền uh, phòng chống dịch tại cộng đồng trên hệ thống loa phát thanh của xã phường tổ bản và khởi động đội cơ động phòng chống dịch thành phố như là phun hóa chất khử trùng khử khuẩn và thực hiện phân luồng khám chữa bệnh tại các trạm y tế, giả soát các cái trường hợp đi từ thành phố Đà Nẵng về. Việc người dân tự nguyện khai báo y tế sau khi trở về từ vùng có dịch trong thời điểm này là hết sức cần thiết nhằm phát hiện sớm theo dõi và cách ly hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Tới đây chương trình chào ngày mới sáng nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Chúc quý vị một tuần mới nhiều niềm vui và đừng quên hãy tiếp tục đồng hành với chúng tôi vào khung giờ 6 giờ sáng hàng ngày của chào ngày mới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.